Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định phê duyệt mẫu biểu trưng logo sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Mẫu biểu trưng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ được thiết kế từ con số 70 cách điệu với ngôn ngữ đào chiều từ hai nét thể hiện ý tưởng về quá trình gian khổ vượt qua mọi khó khăn và lòng quyết tâm của quân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên phủ. Trong nét con số 70 được đổ màu theo đa hướng để tạo cảm giác thị giác lung linh huyền ảo, thể hiện tinh thần hân hoan, mừng vui chiến thắng của cả dân tộc. Nên con số 0 là hình tượng chiến thắng của chiến sĩ Điện Biên. Toàn bộ nội dung chữ có màu xanh dương thể hiện cho hòa bình và ý tưởng ngợi ca chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và đặc trưng cho núi rừng Tây Bắc. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các tổ chức cá nhân sử dụng mẫu biểu tượng logo này theo đúng thông số thiết kế để đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất, đồng thời tổ chức giám sát và kịp thời chấn trình xử lý việc sử dụng mẫu biểu tượng không đúng quy định. Thời gian qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng phần mềm trợ lý ảo vào công việc chuyên môn. Với nhiều ưu điểm vượt trội, phần mềm này đã giúp cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có thêm công cụ hỗ trợ, nâng cao hiệu quả, chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc. Dễ dàng tra cứu các văn bản, chỉ dẫn áp dụng pháp luật giới thiệu những bản án quyết định của tòa án trong những vụ việc tương tự. Đồng thời có thể trao đổi tương tác giữa các thẩm phán trong toàn quốc. Các tính năng này được tích hợp sẵn có, thuận tiện ngay trên phần mềm trợ lý ảo. Phần mềm đã khắc phục được rất nhiều các nhược điểm về tìm kiếm văn bản pháp luật ở các trang mạng xã hội truyền thống, tốc độ đường truyền cũng như là tốc độ truy cập đối với trang mạng phần mềm trợ lý ảo rất nhanh, do vậy mà kịp thời đáp ứng được cái nhu cầu truy cập. Ngoài ra, phần mềm trợ lý ảo còn hỗ trợ thẩm phán soạn thảo văn bản tố tụng và thực hiện mã hóa, công khai bản án trên cổng thông tin điện tử của tòa án, giảm tài 30% khối lượng công việc so với trước kia. Với những tính năng hữu ích, đến nay 100% thẩm phán của tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng thành thạo phần mềm này phục vụ công tác chuyên môn một cách hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tình trạng vi phạm hành lang lưới điện cao áp, trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra khá phổ biến, gây nguy cơ chập cháy, mất an toàn nếu không được xử lý kịp thời. Để khắc phục tình trạng này, ngành điện và chính quyền các địa phương đã tăng cường phối hợp, kiên quyết xử lý các vi phạm, bảo đảm lưới điện vận hành liên tục, an toàn, phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh. Trong năm 2023, công ty điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tiến hành chặt tỉa khoảng 60.000 cây các loại nằm trong và ngoài hành lang lưới điện, xử lý một vụ vi phạm hành lang và 11 vụ vi phạm khoảng cách pha đất. Nhờ đó giảm sâu số vụ sự cố lưới điện do vi phạm hành lang còn 87 vụ. Theo đánh giá, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh đang diễn ra khá phổ biến. Ngoài nguyên nhân lịch sử giao đất cho người dân sử dụng tại một số địa phương trước đây, không trừ phần diện tích hành lang an toàn lưới điện thì phần lớn là do các hộ dân tự ý cơi nới, xây dựng các công trình, trồng cây trong và sát với hành lang an toàn lưới điện. Tại hầu hết các địa phương, sau khi được tuyên truyền vận động, người dân đã tự giác phối hợp giải tỏa hành lang lưới điện. Các biệt vẫn còn người dân không phối hợp, thậm chí gây khó khăn cho việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị để tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều cái buổi tuyên truyền vận động người dân tự tháo rỡ các công trình vi phạm, hành lang chặt tỉa cây có nguy cơ gây sự cố, phát động nhiều đợt giao quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện chặt cũng như chặt tỉa cây có nguy cơ gây sự cố lưới điện tại một số địa phương, đặc biệt là các địa phương mà có uh, lưới điện ở trong 10 đi qua. Mùa mưa bão sắp tới là thời điểm dễ xảy ra các sự cố về điện. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại rủi ro do sự cố điện gây ra, ngoài nỗ lực xử lý của ngành điện rất cần sự phối hợp và tự giác chấp hành của người dân đảm bảo cho hệ thống lưới điện vận hành an toàn thông suốt. Trước tình trạng nắng nóng đã diễn biến phức tạp, bất thường tại khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh khu vực phía Bắc, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về việc chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo ủy ban dân các cấp và các cơ quan chức năng có trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy tăng cường kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác có phương án cụ thể chi tiết bố trí lực lượng thường trực tại các chốt trạm để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao phân công lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ tại những khu vực có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp 3 trở lên sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ trong trường hợp xảy ra cháy rừng, có phương án bố trí kinh phí di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030, tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để cảnh báo nguy cơ cháy rừng và cung cấp thông tin cho các địa phương chủ động thực hiện các phương án về phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có cháy xảy ra. đề mạnh ứng dụng công nghệ để cảnh báo nguy cơ cháy và phát hiện sớm cháy rừng, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng cấp quốc gia. 3. Các bộ ngành trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động ra soát, bố trí kinh phí, xây dựng phương án phối hợp phòng cháy chữa cháy rừng, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống điện quốc gia, không để xảy ra sự cố về truyền tải và cung cấp điện, tăng cường công tác truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm qua công tác nắm tình hình, công an thành phố Thanh Hóa phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi sản xuất cung ứng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ não dạng viên hoàn giả. Khám xét đồng loạt tại 10 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc sản xuất, cất giấu hàng hóa của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 4.000 hộp viên An Cung Viên Hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm thành phẩm, loại 10 viên, giá trị hàng hóa tương đương 10 tỷ đồng. 100 hộp An Công Nghiêu Hoàng Hoàn loại 60 viên một hộp của công ty Samsung Farm sản xuất và nhiều sản phẩm hàng hóa nhãn hiệu nước ngoài chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nghi vấn là hàng giả. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất đóng gói các sản phẩm đó trên, gồm lọ đựng, tem chống giả nhãn hiệu Quang Đông, tem hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu Quang Đông cùng nhiều công cụ máy móc để đóng gói sản phẩm. Các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2003 đến khi bị bắt đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 20.000 hộp viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm với giá thị trường tương đương khoảng 50 tỷ đồng. Bản tin thời sự 9 giờ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.